8 sản phẩm sáng tạo của người Việt khiến thế giới ngạ mũ không phục. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống. Các bạn biết đấy, chúng ta luôn tự hào là con rồng cháu tiên với lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Và người Việt từ lâu nổi tiếng với đức tính thông minh, cần cù, sáng tạo. Tất nhiên, người Việt cũng đóng góp không nhỏ cho nền khoa học thế giới bằng rất nhiều phát minh mà nếu biết ra, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tự hào. Các bạn đã biết đó là những phát minh nào chưa? Nếu chưa thì hãy cùng Thế Giới Hôm Nay tìm hiểu về 8 sản phẩm sáng tạo của người Việt khiến thế giới ngạ mũ không phục nhé! 8 sản phẩm sáng tạo của người Việt khiến thế giới ngạ mũ không phục. 8. Áo chống đạn cô gái gốc Việt. Thông thường áo chống đạn chỉ được dùng cho các lực lượng làm nhiệm vụ quân sự. Nhưng giờ đây thì người dân ở Mỹ đã có thể bảo vệ sự an toàn của mình trước tình trạng bạo lực ở quốc gia này bằng sản phẩm hết sức thiết thực của cô gái gốc Việt Vi Trần. Sau khi chứng kiến người hàng xóm bị bắn chết, Vi đã tự tìm mua áo chống đạn cho mẹ và em trai, nhưng giá quá đắt nên cô đã tự mình thiết kế ra một bộ sản phẩm hoàn hảo và có giá dễ chịu hơn. Thiết kế của cô được Viện Tư pháp Quốc gia Mỹ xác nhận đáp ứng các tiêu chuẩn, có thể chống lại loại đạn tối đa là 44 Magnum. Sáng chế của Vi bao gồm cả loại áo dành cho người lớn, trẻ em với mức giá khởi điểm khoảng 450 đô la Mỹ. 7. Thiết bị đọc suy nghĩ. Emotive Insight là một thiết bị đo sóng não không dây, có khả năng phiên dịch ý nghĩ của con người và hành động ra bên ngoài. Thiết bị này giúp người nhận diện các thói quen xấu, tốt trong cuộc sống hàng ngày và điều chỉnh nó cũng như tạo điều kiện cho những người khuyết tật, người bị hạn chế khả năng di chuyển, có thể dùng bộ não để điều khiển vật dụng xung quanh. Nhưng các bạn có biết thiết bị tuyệt vời này do ai tạo ra không? Bật mí nhé, thiết bị thông minh này do Tăng Lê, một phụ nữ gốc Việt sinh năm 1977, sống ở Melbourne, Australia. Theo dự đoán của các chuyên gia, trong tương lai, công nghệ Emotive của Lê hứa hẹn sẽ đem đến cho con người hệ thống tự động hóa, thế giới được kiểm soát chỉ bằng ý nghĩ. 6. Cynthia Singh Nga Lam. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường, nhu cầu nước sạch đang là một vấn đề cấp thiết, gây đau đầu cho các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, mới đây, một cô gái gốc Việt đã mang đến cho con người một niềm hy vọng mới về nước sạch. Cynthia Singh Nga Lam đã sáng chế ra một thiết bị lọc nước thải và tạo ra điện năng với tên gọi H2 Pro. Đây là cỗ máy xách tay và chỉ sử dụng nguồn năng lượng là ánh sáng mặt trời. Bạn chỉ cần đưa nước bẩn vào một đầu của thiết bị, sau đó lưới bằng titan sẽ sử dụng ánh mặt trời để khử trùng nước và tạo ra nước sạch, thậm chí cả năng lượng sạch. Với chi phí sản xuất khá rẻ, dễ sử dụng, làm hy vọng, thiết kế này sẽ giúp ích cho người nghèo, những người cần cứu trợ thiên tai. Các bạn thấy đấy, người Việt chúng ta rất đáng tự hào đúng không? 5. Nguyễn Tri Đức. Một kỹ sư gốc Việt đã chế tạo thành công đạn pháo thông minh dành cho các loại pháo cỡ nòng 155mm của quân đội Mỹ. Ông Nguyễn Tri Đức, trưởng công trình nghiên cứu và chế tạo đạn pháo binh của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật Vũ khí Lục quân Hoa Kỳ, là người Mỹ gốc Việt, đã có công chế tạo đạn pháo thông minh cho Lục quân Mỹ. Theo đó, loại đạn pháo 155mm mới XM1113 do nhóm ông Đức chế tạo sẽ tăng tầm bắn hiệu quả lên 40km, tương thích với bộ thiết bị dẫn đường chính xác M1156 khiến nó trở thành dòng đạn thông minh. Với ưu điểm thao tác nhanh chóng, bảo trì đơn giản, loại đạn XM1113 sẽ giúp các binh sĩ pháo binh lục quân và thủy quân chiếm lĩnh ưu thế trên chiến trường. Dự kiến, XM1113 sẽ được giới thiệu vào năm 2022 với số lượng hạn chế. 4. Giáo sư gốc Việt chế tạo siêu vật liệu có thể cứu người từ vải cũ. Các loại quần áo cũ chúng ta đã dùng thay vì vứt đi, giờ đây chúng đã được sử dụng thành vật liệu có thể cứu người. Câu chuyện tưởng chừng khó tin ấy đã được một giáo sư gốc Việt biến thành hiện thực. Giáo sư Phan Thiện Nhân đã cùng các phụ tá của mình nghiên cứu thành công chất bông gòn Airgel từ quần áo cũ. Airgel bông gòn có thể thấm máu nhanh gấp 3 lần so với miếng bọc biển thông thường. Những viên xốp này nở ra khi chúng được nhúng vào chất lỏng và có thể được dùng để làm cầm máu nơi vết thương do trúng đạn hoặc những vết thương sâu khác. Các viên Airgel cũng có thể được sử dụng để làm sạch dầu tràn, làm cho cách nhiệt hay cách điện các đường ống vận chuyển khi đốt. 3. Tiến sĩ Định Nguyễn, người gốc Việt nghiên cứu siêu vũ khí laser. Mỹ là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về công nghệ vũ khí, và trong cuộc chạy đua vũ trang,
Quốc gia này vừa công bố một nghiên cứu về siêu vũ khí laser có khả năng phá hủy tên lửa. Thành tựu này có sự đóng góp không nhỏ của một tiến sĩ người Việt, Định Nguyễn, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu. Siêu vũ khí laser có khả năng phát ra chùm tia laser công suất 14 kW, và khi đạt mức 100 kW, nó sẽ có đủ sức phá hủy tên lửa. Đáng tiếc, thành tựu này thuộc về người Mỹ chứ không phải của chúng ta các bạn ạ. Có điều không thể phủ nhận rằng, người Việt chúng ta rất thông minh, chỉ tiếc là chúng ta không có đủ điều kiện để phát huy chất xám trên chính quốc gia của mình. Hai, Mia Lê Thái. Một viên pin sạc có tuổi thọ lên đến 400 năm, bạn có tin được không? Nghĩa là nếu bây giờ các bạn mua viên pin sạc này, vậy là có thể sử dụng được đến đời cháu chắt của các bạn luôn đấy. Chúng ta hãy tin vào điều đó và hãy tự hào vì sản phẩm này được tạo ra bởi một nghiên cứu sinh gốc Việt tên là Mia Lê Thái tại Đại học California. Nhóm của Mia thay thế sợi cano từ vàng và nhúng vào trong một loại gel điện phân đặc biệt, có kết quả ấn tượng. Viên pin có thể tồn tại qua 200.000 chu kỳ sạc trong 3 tháng mà không hề suy giảm hiệu suất. Điều đó có nghĩa là nó có thể cung cấp điện cho smartphone hoặc laptop trong suốt 400 năm. Thế nhưng vì vàng là loại vật liệu đắt tiền, nên các nhà nghiên cứu đang tiếp tục thử thêm vài loại vật liệu thay thế khác trước khi hướng tới sản xuất cho các sản phẩm thương mại. Một, Phó giáo sư Phạm Quang Cường. Nếu bạn nghĩ những con robot thông minh luôn là sản phẩm đến từ các nhà khoa học châu Âu hay Nhật Bản, thì sau khi xem video hôm nay, bạn sẽ phải thay đổi cách nhìn và nhận ra rằng các nhà khoa học Việt Nam cũng không hề kém cạnh trong việc phát triển công nghệ AI. Người mà thế giới hôm nay muốn nói đến là Phó giáo sư Phạm Quang Cường thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Sau thời gian nghiên cứu, vị phó giáo sư này đã cho ra đời cánh tay robot được trang bị trí tuệ nhân tạo, có thể chuyển động linh hoạt như cánh tay người và phối hợp lắp ráp hoàn chỉnh cho một chiếc ghế chỉ trong 8 phút 55 giây. Ngạc nhiên chưa nào? Tuy nhiên, mục tiêu của Phó giáo sư Phạm Quang Cường sẽ là tiếp tục cải tiến robot để có thể lắp ráp các đồ nội thất khác trong tương lai. Chúng ta hãy chờ xem kết quả nhé! Bạn cảm thấy thế nào về sự thông minh, tài trí của những con người Việt Nam trên đất khách? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận nhé! Video hôm nay có làm bạn thích thú thì hãy chia sẻ để mọi người cùng xem nhé! Và nhớ đăng ký theo dõi để là người đầu tiên được xem các video mới nhất của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!